Vậy thì mình có thể nói là cái suy nghĩ nó như là một cái công cụ mà anh cần nó đến thì anh dùng nó và xong rồi anh để xuống. Nói như vậy thì anh thấy là sao? Dạ. Cái hồi xưa giờ nó vẫn vậy đó, nó vẫn vậy đó, hồi xưa giờ nó cũng là cái công cụ để mình sử dụng á. Như là mình cần phải thực hiện cái gì, mình cần phải tính toán ra một cái bài đáp án gì đó, thì mình sử dụng thôi, còn mình không cần thì mình không có dùng. Nhưng mà có người á, có người nói là một ngày con người ta suy nghĩ 6.000, có người nói ngày 60.000. Thật sự cái đó là thất nghiệp ngàn lần. Em không, hai cái đó em không có nghiên cứu cái nào là sự thật, nhưng mà 6.000 lần hay 60.000 lần gì cũng rất là nhiều cho cái mình cần thực hiện ngày. Em nghĩ là 60 lần chắc cũng đủ rồi. 60 lần suy nghĩ chắc cũng đủ rồi. Em biết là có cần cái đó không, nhưng mà bình thường là cái sự nhận biết mình nó cũng nó đầy đủ hết rồi, nó không không có thiếu gì cả mà mình cần phải suy nghĩ nhiều lắm, nhiều như vậy. Ví dụ như mình biết lửa là nóng, mà khát nước thì uống nước, tất cả đó nó không nó, nó tự động hết rồi, nó không nó đâu cần phải suy nghĩ trong đó đâu. Nhưng mà chúng ta quá gọi là chúng ta gọi là cái khổ trên thế gian này chỉ là đang 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 bám vào cái vụn vụ, cái dụng cụ phát sóng, dụng cụ phát sóng đó mà phát lên hình ảnh, mà cái dụng cụ lại là của mình đó chứ, dụng cụ mà giống như cái iPhone của mình vậy đó, hoàn toàn luôn á. Giống như mình có thể thay đổi cái video clip gì trên đó, mình thay đổi cũng được chân á, nhấn nút là đi mà. Suy nghĩ mình tưởng tượng gì mình nghĩ là mình đẩy là nó làm thôi. Nhưng mà là chúng ta gọi là cái khổ trên thế gian này chỉ là bị vướng ở trong đó mà nói không không buông ra được, kiểu vậy. Em chỉ thấy có cái đó thôi chứ không có gì khác trơn. Mọi mọi cái hoàn cảnh thì thường nó sẽ tùy theo cái duyên mà nó đến, không mưa hay là nắng hay là bão hay là tình huống nào ở trong cuộc sống mình, thì nó tới duyên nó sẽ xuất hiện. Còn mình khổ hay không là do suy nghĩ thôi. Đúng rồi.